Mỹ và EU cam kết hỗ trợ Ukraine cho đến chừng nào còn cần thiết. Trong cuộc gặp tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đưa ra tuyên bố chung cam kết sự ủng hộ vững chắc của họ đối với Ukraine trong cuộc chiến chống lại chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Tuyên bố chung của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trên các trang web của Ủy ban châu Âu và Nhà Trắng cho biết Mỹ và Liên minh châu Âu EU đã có lập trường thống nhất và mạnh mẽ chống lại chiến dịch của Nga ở Ukraine. Chúng tôi, cùng nhiều đối tác khác, đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhanh chóng và sâu rộng, từ đó làm giảm quy mô ảnh hưởng của Nga. Báo cáo nhấn mạnh rằng Mỹ và Ủy ban châu Âu sẽ hợp tác để giảm sự phụ thuộc vào châu Âu, vào nhiên liệu hóa thạch của Nga nhằm thúc đẩy an ninh năng lượng và tính bền vững ở châu Âu và thế giới. Tuyên bố chung sau cuộc gặp tại Nhà Trắng cho biết hai bên sẽ lập tức khởi động các cuộc đàm phán về một thỏa thuận khoáng sản nhằm đảm bảo những khoáng sản quan trọng được khai thác hoặc chế biến ở EU sẽ đáp ứng yêu cầu khấu trừ thuế theo đạo luật giảm lạm phát của Mỹ. Cũng theo tuyên bố, thỏa thuận sẽ giúp cho Mỹ và EU đạt mục tiêu chung là tăng cường sản xuất và chế biến khoáng sản, đồng thời tăng khả năng tiếp cận các nguồn khoáng sản quan trọng một cách bền vững, đáng tin cậy và không liên quan đến tình trạng lạm dụng lao động. Hai bên cũng nhấn mạnh Mỹ và EU cần hợp tác để giảm sự phụ thuộc vào những chuỗi cung ứng hiện nay, đảm bảo chuỗi cung ứng đa dạng và được xây dựng cùng với các đối tác tin cậy. Washington và Brussels cho biết họ sẽ tiếp tục làm việc để đảm bảo rằng Ukraine có được sự hỗ trợ về an ninh, kinh tế và nhân đạo mà họ cần trong thời gian còn cần thiết và rằng lực lượng vũ trang Ukraine được cung cấp các thiết bị quân sự cũng như huấn luyện cần thiết để bảo vệ nước này khỏi chiến dịch của Nga.